Trao đổi với phóng viên bản tin thời sự VTC1, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng mạng xã hội Facebook đang vi phạm rất nghiêm trọng pháp luật ở Việt Nam. Chúng tôi tổng hợp ra thì nó có 3 nhóm hành vi. Một là về vi phạm về quản lý nội dung thông tin ở trên cái nền tảng mạng xã hội Facebook. Hai là quản lý về quảng cáo. Và ba là việc thực hiện nghĩa vụ thuế cũng như là các cái hoạt động thanh toán xuyên biên giới. Tất cả 3 nhóm này thì Facebook đều đang vi phạm. Ví dụ như đối với cái vấn đề mà quản lý nội dung thông tin, chúng ta có các quy định, các điều cấm, các hành vi bị cấm tại quy định tại Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý thông tin trên mạng. Thì cả 6 cái hành vi bị cấm này của Facebook đều vi phạm hết. Không chỉ không thực hiện các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gỡ bỏ, ngăn chặn tài khoản Facebook cá nhân, trang nhóm trên Facebook tuyên truyền khủng bố, chống phá Đảng, Nhà nước, Việt Nam, Facebook cũng không thực hiện việc cung cấp các thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ chức này để chính phủ Việt Nam chủ động làm việc, xử lý. Các chuyên gia cũng cho rằng Facebook hoàn toàn có khả năng ngăn chặn các hoạt động này thông qua việc phát hiện các từ khóa xuất hiện. Đây là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Tuy nhiên, Facebook đã không làm vì muốn kiếm khoản lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động này. Ngoài ra, theo số liệu dự đoán từ công ty nghiên cứu thị trường ANTS, năm 2018, mức độ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam ước đạt 550 triệu đô la Mỹ, nhưng trong đó quảng cáo chi tiêu cho Facebook và YouTube chiếm đến 80%. Tuy nhiên, mạng xã hội này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam. Siết chặt cái quản lý thuế đối với doanh thu của Facebook tại lãnh thổ Việt Nam thì có lẽ chúng ta phải Bộ Tài chính, đặc biệt là Bộ Tài chính là cơ quan quản lý phải sửa đổi cái thông tư 103 theo hướng là trách nhiệm kê khai thuế đối với nhà thầu nên thuộc về Facebook, tức là cho dù trường hợp anh không có trụ sở tại Việt Nam, không có hiện diện thương mại Việt Nam, anh vẫn phải có trách nhiệm kê khai, chứ không có nghĩa là đùn trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy trách nhiệm cho những đơn vị chi trả kê khai. Cái giải pháp của Bộ Thông tin Truyền thông trong thời gian tới thì chúng tôi thứ nhất là phải hoàn thiện các cái quy định pháp luật của chúng ta. Cái việc thứ hai là chúng tôi phải tăng cường các cái biện pháp đấu tranh tổng hợp, không chỉ là đấu tranh về ngoại giao như thời gian vừa qua đàm phán thương lượng, mà còn kết hợp phải có cả đấu tranh về kinh tế và kết hợp cả các biện pháp kỹ thuật trong trường hợp là Facebook hoặc là các cái nền tảng khác họ không thực hiện. Và cuối cùng là cần một cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan. Các luật sư cho rằng để chấn chỉnh tình trạng này, cơ quan quản lý cần có những chế tài mạnh hơn tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở các quy định hành chính. Ngoài ra, cần tiếp tục tập hợp các bằng chứng vi phạm, đấu tranh yêu cầu Facebook tuân thủ pháp luật, đồng thời yêu cầu bổ sung các cam kết tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong thỏa thuận giữa các nhà cung cấp dịch vụ và Facebook.